top 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2019, De Gea thua 3 cái tên. Trong khoảng chục năm trở lại đây, làng túc cầu đã được chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều những thủ môn tài năng. Chắc chắn ai trong số chúng ta cũng sẽ kể ngay được gương mặt quen thuộc nhất, đó chính là David De Gea với những pha cứu thua được ví như thánh tôn. Tuy nhiên, theo xếp hạng 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2019 thì David De Gea vẫn xếp sau 3 cái tên khác. Cụ thể ra sao thì mời các bạn cùng theo dõi video này của bóng đá 24h.vn nhé. Ở vị trí số 1 đó là Jan Oblak của Atletico Madrid. Dường như chỉ có những siêu sao tấn công hàng đầu như là Lionel Messi, Neymar hay là Cristiano Ronaldo mới khiến Oblak nhọc công. Thủ môn số 1 của Atletico Madrid sở hữu các kỹ năng cơ bản, không quá hoa mỹ nhưng đều được anh mài giũa đến hoàn hảo. Thủ thành đang chơi cho câu lạc bộ Atletico Madrid được đánh giá là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Jan Oblak giành giải thưởng Zamora dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất ở La Liga trong 3 năm liên tiếp gần đây. Vị trí á quân đó là Alisson Becker của Liverpool. Ở năm 2019, Alisson Becker góp công lớn giúp Liverpool giành ngôi á quân giải Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League và cùng với đội tuyển Brazil vô địch Copa America 2019. Alisson cũng tự tạo kỷ lục cho riêng mình khi là thủ môn đầu tiên 3 lần giành găng tay vàng trong cùng một năm. Thần sấm của Liverpool đã có một mùa giải không tưởng khi giúp đội bóng của anh sở hữu hàng thủ hay nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Với tình hình hộ pháp và kỹ năng thủ môn hoàn hảo, thực sự không dễ một chút nào để có thể đánh bại Alisson Becker. Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách đó là Marc-André Ter Stegen, FC Barcelona. Tuyển thủ người Đức đã có bước phát triển vượt bậc kể từ khi chuyển sang thi đấu trong màu áo gác khổng lồ xứ Catalan, câu lạc bộ Barcelona. Ở tuổi 26, anh là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ nhà vô địch La Liga, đồng thời là người kế thừa xứng đáng cho vị trí của Manuel Neuer trong màu áo đội tuyển Đức. Stegen có sự kết hợp những phẩm chất ưu tú của hai thủ môn Brazil đó là Ederson và Alisson Becker. Ngôi sao Barcelona sở hữu kỹ năng xử lý bóng bằng chân điêu luyện. Điều đó thể hiện qua những đường truyền cũng như phát động tấn công rất ấn tượng. Ngoài ra, Ter Stegen cũng cho thấy khả năng phán đoán tình huống cực tốt cũng như kỹ năng một đối một khá hoàn hảo với tiền đạo đối phương. Số 4 đó là David De Gea, Manchester United. Sau hàng loạt sai lầm khá ngớ ngẩn trong thời gian qua, góp phần khiến Manchester United thi đấu trồi sụt, David De Gea đã tụt sâu xuống và đánh rơi vị thế của thủ môn hay nhất thế giới. Thậm chí tại giải Ngoại hạng Anh, De Gea đang là thủ môn mắc sai lầm dẫn đến bàn thua cao nhất giải đấu này. David De Gea đã trải qua mùa giải 2018-2019 thăng trầm. Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn sở hữu khả năng phản xạ nhanh nhẹn cùng những lần cứu thua ấn tượng. Tuy nhiên, phong độ suy giảm gần đây của De Gea khiến cho Man United phải nhận những bàn thua oan uổng. Số 5 đó là Ederson của Man City. Không có gì ngạc nhiên khi người gác đền của Man City xuất hiện trong top 10 thủ môn hay nhất thế giới. Khả năng chơi chân tốt cùng với những pha phát động tấn công thông minh từ phần sân nhà là lý do anh luôn được vị trí lược gia Pep Guardiola tin tưởng. Hạn chế lớn nhất của Ederson có lẽ đó là kinh nghiệm ít ỏi. 25 tuổi, độ tuổi còn rất trẻ, Ederson vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển. 6. Thibaut Courtois, Real Madrid. Courtois được bình chọn là thủ môn hay nhất thế giới 2018. Sau 7 trận đấu tại World Cup, Courtois cứu thua tới 27 lần. Đây cũng là thống kê tốt nhất trong số các thủ môn thi đấu trên đất Nga mùa hè năm ngoái. Ngôi sao người Bỉ cũng nhận được giải thưởng găng tay vàng ở kỳ World Cup đó. Với phản xạ nhanh nhẹn và phong độ ổn định, Thibaut Courtois xứng đáng có mặt trong danh sách thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. 7. Hugo Lloris, câu lạc bộ Tottenham. 75% là tỷ lệ cứu thua cao nhất giải Ngoại hạng Anh, giúp cho Lloris hiện đang là một trong các thủ môn xuất sắc nhất vào lúc này. Đáng ra, Lloris sẽ có thể hoàn hảo hơn nữa nếu hạn chế được các sai lầm tai hại không đáng có. Việc Tottenham vào đến chung kết Champions League mùa trước là minh chứng rõ nét cho tài năng của thủ thành người Pháp, bởi Lloris đã góp công không nhỏ cho việc hạn chế bàn thua cho Spurs. 8. Samir Handanovic, Inter Milan. Do không thi đấu ở những câu lạc bộ tên tuổi châu Âu, cho nên cái tên Handanovic không được nhiều người biết tới, dù anh luôn là một trong những người gác đền tin cậy nhất Serie A. Chỉ tới khi chuyển sang Inter Milan, Handanovic với những màn trình diễn hết sức ấn tượng mới được biết đến nhiều hơn. Điểm cộng của thủ môn này là khả năng cản phá penalty. Ngôi sao người Slovenia có thành tích ấn tượng khi cứu thua tới 38 lần trong tổng số 106 lần đối mặt trên chấm 11m. 9. Kepa Arrizabalaga, câu lạc bộ Chelsea. Kepa Arrizabalaga cập bến đội chủ sân Stamford Bridge với mức giá kỷ lục 72 triệu bảng. Điều đó biến cựu thủ thành Athletic Bilbao trở thành người gác đền đắt giá nhất mọi thời đại. Khả năng chơi chân ấn tượng cùng với phản xạ nhanh nhạy là những điểm nổi bật của thủ thành 23 tuổi này. 10. Manuel Neuer, câu lạc bộ Bayern Munich. Trong khoảng 3 mùa giải vừa qua, chấn thương đã khiến Neuer chậm chạp và thiếu quyết đoán đi rất nhiều.
Hiện anh chỉ có 10 trận giữ sạch lưới tại Bundesliga và có tỷ lệ cứu thua là 59,95%, đứng thứ 5 tại giải đấu này. Trước đó, Neuer từng là thủ môn hay nhất thế giới khi cùng với Bayern Munich thống trị Bundesliga, làm mưa làm gió ở Champions League và đặc biệt là cùng với đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Trong đó, Neuer được biết tới là một trong những thủ môn sử dụng chân cản phá và kiểm soát bóng hay bậc nhất lịch sử. Trong số 10 thủ môn vừa nêu thì các bạn ấn tượng và thích nhất là gương mặt nào? Hãy cho bóng đá 24h.vn biết bằng cách để lại comment ở bên dưới. Các bạn cũng hãy like và share video này để nhiều người được biết hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.